Xin chào các bạn đang xem video của Vietnam Discovery. Thành phố Hải Phòng với đặc trưng có mạng lưới sông ngòi dày đặc với 16 sông chính tỏa rộng khắp địa bàn thành phố với tổng độ dài trên 300 km là nơi tất cả hạ lưu của sông Thái Bình đổ ra biển. Để thuận lợi cho việc lưu thông, thời gian qua thành phố Hải Phòng khánh thành đưa vào sử dụng hàng loạt cây cầu mang tính biểu tượng, góp phần kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị. Trong video ngày hôm nay, sẽ đưa quý vị và các bạn khám phá hai cây cầu rất độc đáo tại thành phố Hải Phòng, đặc biệt là cây cầu Sò Muộn, cây cầu mang tính biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Cầu Sò Muộn được thiết kế hình cánh sóng vươn xa, được xác định là biểu tượng cho ý chí khát vọng vươn xa của Hải Phòng, theo định hướng phát triển kinh tế gắn với biển. Công trình được xác định là điểm nhấn kiến trúc, mở rộng cảnh quan xanh tại cửa ngõ phía nam của thành phố, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cây cầu thứ hai là cầu Hoàng Văn Thụ, cầu có hình dáng cánh chim biển. Cầu Hoàng Văn Thụ là cây cầu bắc qua sông Cấm nối phường Minh Khai, Hồng Bàng với xã Tân Dương, Thủy Nguyên. Sau hơn 2 năm thi công, cầu được chính thức khánh thành ngày 15 tháng 10, 2019 và trở thành một trong những cây cầu đẹp nhất Hải Phòng. Trước khi đến nội dung chính của video, đừng quên bấm like, share để ủng hộ chúng tôi trên mỗi hành trình. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cây cầu mang tính biểu tượng của thành phố Hải Phòng, cầu Sào. Hải Phòng có nhiều dòng sông đổ ra cửa biển, chính những dòng sông đó kiến tạo dáng vóc đô thị Hải Phòng hôm nay. Đi đâu cũng thấy những cây cầu uốn mình như những cánh tay vươn dài, tạo vóc dáng khỏe khoắn, phóng khoáng của một thành phố nơi đầu sóng ngọn gió. Cây cầu Sào là minh chứng rõ nét nhất về lịch sử hình thành và phát triển của thành phố cảng. Cầu Sào hôm nay đã thay đổi diện mạo, khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và được coi là biểu tượng mới của thành phố, với những cánh hoa phượng đang xòe rộng ra các cửa ô như phát huy hết các tiềm năng của một thành phố văn minh, hiện đại. Cầu Sào Muộn được xây dựng vĩnh cửu bằng thép bê tông dự ứng lực với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Có thiết kế kiến trúc theo hình dáng cánh sóng vươn xa, gắn 3 bông hoa phượng lớn bằng kim loại trên đỉnh vòm. Dọc lan can cầu cũng được lắp hàng trăm bông hoa phượng đỏ bằng kim loại và trồng hoa giấy tím tạo cảnh quan thiên nhiên. Công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho ý chí khát vọng vươn lên vươn xa của Hải Phòng theo định hướng phát triển kinh tế gắn với biển. Cây cầu có lịch sử lâu đời. Cầu Sào được xây dựng lần đầu tiên dưới thời Pháp thuộc, nằm trên tuyến đường từ Hải Phòng đi Đồ Sơn, có tên là đường 14, còn được gọi là đường 353, tức đường Phạm Văn Đồng ngày nay. Năm 1969, cầu lại bị quân đội Mỹ ném bom phá sập. Sau năm 1976, cầu Sào được xây dựng lại. Đến ngày 28 tháng 1 1980, cầu được khánh thành. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 7 năm 1987, cầu bị sập nhịp mố phía Bắc, nên phải dỡ bỏ và xây lại bằng sắt với hai làn xe, hoàn thành năm 1989. Những năm qua, cầu Sào đã bền bỉ với vai trò kết nối một tuyến giao thông huyết mạch là cửa ngõ giao thương quan trọng của Hải Phòng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố theo từng giai đoạn cụ thể. Là cây cầu mở đầu con đường duy nhất hướng ra vùng biển Đồ Sơn, tạo nhịp cho sự phát triển du lịch biển. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác liên tục, cầu Sào đã xuống cấp, mặt cầu phần xe chạy chỉ rộng 7 mét nên không còn đáp ứng được lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Vì vậy, ngày 13 tháng 10, 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định khởi công xây dựng công trình cầu Sào mới ngay tại vị trí của cầu Sào cũ, điểm nối giữa trung tâm thành phố Hải Phòng với khu du lịch Đồ Sơn, đồng thời là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với hệ thống đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Hải Phòng-Quảng Ninh. Theo thiết kế, cầu Sào mới là công trình vĩnh cửu được xây dựng bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu chính dài khoảng 456,5 m, rộng 30,5 m, gồm 3 vòm thép và 6 nhịp dẫn, bằng dầm bạc rộng quy mô 6 làn xe. Các cầu nhánh rộng 9 m, 2 làn xe, hai đầu cầu là công viên cảnh quan cây xanh. Trên vòm cầu cũng như dọc tuyến cầu và hệ thống đường dẫn được lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, báo hiệu an toàn giao thông đồng bộ hiện đại. Với quy mô kiến trúc hiện đại theo hình dáng cánh sóng vươn xa, cầu Sào biểu tượng cho ý chí khát vọng vươn lên vươn xa của Hải Phòng theo định hướng phát triển kinh tế gắn với biển, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong những năm tới đây, đồng thời là điểm nhấn kiến trúc mở rộng cảnh quan xanh tại cửa ngõ phía nam của thành phố. Cầu Sào với những chuyện bí mật. Từ xa nhìn lại, cầu Sào với biểu tượng cánh sóng vươn xa
là hình ảnh của cây cầu vòm có dáng cuộn như dải lụa ở hai đầu cầu. Nhưng ít ai biết rằng, để có được hình ảnh như bây giờ, thành phố đã trải qua rất nhiều cuộc họp và tại lần trình hình ảnh thứ ba, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố mới đồng ý phương án thiết kế cầu. Thay vì chỉ là một cây cầu rào đơn thuần tại vị trí cầu rào cũ và không ảnh hưởng nhiều đến giải phóng mặt bằng, thành phố quyết định làm lại cầu rào và nâng cấp nút giao thông tại vòng xuyến cầu rào cũ thành nút giao thông khác mức 2 tầng. Đồng thời tổ chức giải phóng mặt bằng lên đến 20,7 hectare, trong đó xây dựng cầu rào và nút giao thông khoảng 12,7 hectare, cải tạo hạ tầng đường là trai khoảng 8 hectare. Ngay từ ý tưởng thiết kế cầu vòm, nhưng ở đoạn núi vòm với đỉnh vòm cầu được đan xen bằng những đoạn thép tròn, và những đoạn thép tròn này được kết lại giống như hình chiếc lưới đánh cá. Tấm lưới thép khổng lồ này có điểm nút cuối cùng được thiết kế giống chiếc đuôi cá, hướng về phía nam, nơi ngư dân Đồ Sơn nói riêng và ngư dân Hải Phòng nói chung ngày đêm vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản và bảo vệ biển đảo quê hương. Điểm cuối của vòm thép vươn lên thể hiện cho khát vọng vươn lên của thành phố Hải Phòng hướng về biển, tập trung phát triển kinh tế biển như hướng phát triển của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Trên đỉnh vòm cầu là hình tượng của ba bông hoa phượng, là loài hoa mang tên gọi của thành phố Hải Phòng. Mái vòm cầu được thiết kế đan xen, kết nối thể hiện sự vĩnh cửu. Hình tượng của sóng chính là cảm hứng và được đưa vào trong suốt quá trình xây dựng cầu rào. So với những cây cầu khác có hệ thống lan can thẳng, kết nối các điểm trên một đường thẳng, nhưng tại dự án cầu rào, lan can rời cũng được thiết kế theo hình vòm và thanh nối lan can cầu cũng được tạo hình của sóng biển. Những con số độc đáo tại cầu rào. Qua nhiều lần thay đổi, ý tưởng về ba bông hoa phượng trên đỉnh vòm cầu rào được thông qua. Nhiều người thắc mắc tại sao cầu rào lại để ba bông hoa phượng mà không phải là một hoặc năm bông hay một con số nào khác. Nhưng thực chất, ba bông hoa phượng, bông ở giữa có diện tích lớn nhất, thể hiện sự phát triển đô thị thành phố Hải Phòng từ vùng lõi. Hai bông hoa phượng một bên phía Bắc, một bên phía Nam thể hiện sự phát triển của thành phố theo hai hướng quan trọng này và cũng xuất phát từ lời bài hát về thành phố, sánh vai cùng Sài Gòn, Đà Nẵng quê hương. Trong ba bông hoa phượng trên đỉnh vòm, mỗi bông có 5 cánh, tổng là 15 cánh hoa, tương ứng với 15 quận huyện của thành phố Hải Phòng hiện nay. Cũng là hình ảnh về bông hoa phượng, loài hoa đặc trưng của thành phố Hải Phòng, nhưng được gắn thêm ở thành và lan can cầu. Để đi đến đâu, người dân cũng có thể cảm nhận điều về thành phố cảng. Nhưng ít ai biết rằng, có tổng số 888 cánh hoa phượng được gắn lên đó. Từ vòm cầu được kết nối với mặt cầu, sử dụng 36 thanh cấp vàng. Theo quan niệm xưa, số 36 là thiên can, thể hiện cho sự may mắn. Cầu rào được xây dựng lại đúng vị trí cầu cũ, và cầu chính chiều dài 456m là con số tiếng khá ấn tượng. Các con số trên cầu chủ yếu được ứng với số 8. Theo đó, cầu có 6 làn xe, 2 làn dành cho người đi bộ hoặc làn dừng khẩn cấp với tổng là 8 làn, bề mặt cầu rộng 30,5m. Cộng con số lại cũng thành 8. Phần nhịp dẫn bờ phía quận Hải An và Ngô Quyền có chiều rộng mặt cầu 23,5m, cộng hai số cuối cũng thành số 8. Rất độc đáo đúng không ạ? Cây cầu thứ hai là cầu Hoàng Văn Thụ, cầu có hình dáng cánh chim biển, có vòng thép nhồi bê tông rộng 33,5m, bao gồm 2 lề đi bộ, 2 làn xe hỗn hợp và 4 làn xe cơ giới. Cầu Hoàng Văn Thụ được khánh thành năm 2019 với tổng mức đầu tư 2.173 tỷ đồng, khánh thành vào tháng 10/2019. Cầu Hoàng Văn Thụ là cây cầu bắc qua sông Cấm nối phường Minh Khai, Hồng Bàng với xã Tân Dương, Thủy Nguyên. Sau hơn 2 năm thi công, cầu được chính thức khánh thành ngày 15 tháng 10, 2019 và trở thành một trong những cây cầu đẹp nhất Hải Phòng. Đặc biệt, đây là dự án góp phần mở rộng sự chỉnh trang và phát triển đô thị, đưa Hải Phòng lên một vị trí mới, tạo nền tảng phát triển trong tương lai. Cầu chính, cầu Hoàng Văn Thụ là dạng cầu vòm chạy giữa ống thép nhồi bê tông, nhịp chính 200m, là nhịp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay và là bước phát triển tiếp theo về mặt công nghệ cầu vòm nhồi bê tông ở Việt Nam. Còn các bạn thấy sao về cây cầu mang tính biểu tượng của thành phố Hải Phòng? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.